quý vị, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ tại một số đơn vị sở ngành thành phố. Đến dự có Ủy viên dự quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Dịch. Theo các quyết định được công bố, Ban Thường vụ Thành ủy điều động Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hương đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Tiếp nhận Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng Phan Văn Tấn đến nhận công tác tại Báo Đà Nẵng, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng biên tập. Điều động Phó Tổng biên tập Báo Đà Nẵng Phạm Thị Mỹ Hạnh đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Tiếp nhận Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Viết Phương đến nhận công tác và bổ nhiệm Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Công Tiến giữ chức Phó trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Điều động Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Vũ Thị Bích Hậu bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Minh Triết chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy tín nhiệm giao giữ trọng trách mới và nhấn mạnh việc luân chuyển sắp xếp cán bộ lãnh đạo quản lý nhằm kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển thành phố cũng như thực hiện đúng quy định của Trung ương. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác và kinh nghiệm thực tiễn, đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.